Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Kinh nghiệm Sale by Phan Anh. Và bài học này là tiếp nối những cái series nói về các cái cách và các công cụ bán hàng trực tuyến. Phần tiếp theo tôi sẽ nói về việc là chúng ta có thể sử dụng các cái trang báo, trang mạng điện tử, trang tin tức và các cái mạng hiển thị để chúng ta có thể PR, chúng ta có thể quảng cáo, truyền thông và bán hàng. Như chúng ta được biết, hiện nay cơ chế về online marketing nó bao gồm là từ báo điện tử đưa thông tin chính thống, sau đó mạng xã hội sẽ lan truyền những cái thông tin đó, hoặc ngược lại, từ mạng xã hội đưa những cái thông tin không chính thống, sau đó được xác thực một cách chính thống và lan truyền trên báo điện tử hoặc là truyền hình. Và cơ chế nó cứ đan xen và qua lại lẫn nhau như vậy, nó sẽ hình thành lên một cái hệ sinh thái Internet. Và chúng ta biết rằng là hiện nay báo điện tử có thể là một cái công cụ mà giúp cho một thương hiệu trở nên bán hàng vô cùng dễ dàng và doanh số tăng vượt trội, hoặc cũng có thể là một thương hiệu làm cho cái thương hiệu đó là gì ạ? Chết đi trong vòng một thời gian rất ngắn bởi vì bị tẩy chay bởi người tiêu dùng, đúng không ạ? Vâng, vậy thì đối với báo điện tử thì chúng ta có thể làm gì? Thì hiện nay các báo điện tử đều cho phép chúng ta mua các cái bài PR, mua các bài quảng cáo truyền thông dạng các bài viết, hoặc là chúng ta có thể mua những cái đường link hiển thị dạng quảng cáo banner, dạng quảng cáo trên đường link, dạng quảng cáo hình ảnh trên những cái báo điện tử đó. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy là VnExpress hay là Dân Trí hay là Kênh 14 hay A Family hay Cà Phê Vít vân vân, rất nhiều các cái tờ báo điện tử như vậy, hoặc là các trang tin điện tử có một cái lượt truy cập rất lớn, đúng không ạ? Chúng ta hãy mua những cái bài quảng cáo, hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra cho mình những cái chương trình PR một cách chính thống, một cách miễn phí. Ví dụ như là các bạn có thể tạo ra các cái sự kiện scandal, hoặc là những cái cách mà chúng ta làm các chương trình khuyến mại sốc độc lạ thì báo chí người ta cũng sẽ đưa tin, hoặc là các bạn có thể trở thành chuyên gia. Ví dụ như là tôi thì tôi thường xuyên viết các bài viết để chia sẻ kinh nghiệm ở trên các cái báo chí, ví dụ như là Cà Phê Bít hoặc là VnExpress hoặc là VTC News. Thỉnh thoảng thì tôi cũng được đài truyền hình mời lên sóng chia sẻ những cái câu chuyện về business and marketing. Thế thì các bạn có thể trở thành một chuyên gia theo cách như vậy. Các bạn bình luận các cái trào lưu, các bạn bình luận những cái sự kiện theo dòng thời sự, hoặc là những cái vụ việc liên quan đến những chuyên môn của cái lĩnh vực kinh doanh của bạn, đúng không ạ? Ví dụ như gần đây thì tôi cũng bình luận về cái việc là dự luật về an ninh mạng, hoặc là tôi có bình luận về vụ việc liên quan đến một thương hiệu về shoe, hay là tôi có bình luận những cái vụ việc liên quan đến cà phê vân vân. Thì đó là cái cách mà tôi thể hiện chuyên môn. Các bạn có thể xuất hiện cái thương hiệu của bạn lên như vậy, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn là một cái trung tâm ngoại ngữ mà các bạn có thể xuất hiện được ở trên một cái tờ báo điện tử như là VnExpress trong cái mục về giáo dục hoặc là mục về ngoại ngữ thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Tôi nghĩ đấy là điều rất tốt chúng ta có thể làm nếu mà chúng ta kết hợp được với các cái tờ báo như vậy đó. Thế thì về mạng hiển thị thì chúng ta thấy là ở thị trường Việt Nam thì có một số những cái mạng hiển thị như sau. Thí dụ như là mạng eClick của FPT, hay còn gọi là mạng eClick tiếng Việt đấy, đúng không ạ? Các bạn có thể mua những cái bài quảng cáo, những cái bài hiển thị của họ. Các bạn có thể sử dụng Admicro của VisiCorp, là một trong những công ty khai thác quảng cáo của hệ thống các cái tờ báo điện tử của tập đoàn VisiCorp, hoặc là Estima của VNG là chuyên khai thác các cái giải pháp quảng cáo trên Zing, trên Zing News, Zing MP3, Zing mạng xã hội, Zalo vân vân. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái mạng hiển thị như là Google AdWords hiển thị, hoặc là Facebook hiển thị dạng Audience Network, hoặc là Instagram thì chúng ta cũng có thể phát triển ở trên đó để làm một cái kênh bán hàng cũng rất là tốt. Khi mà các bạn vào báo chí, các bạn thường hay thấy những cái đường link về các khóa học này, trung tâm tiếng Anh này, hoặc là các cái bài thuốc, hoặc là những cái sản phẩm đắt tiền một chút thì chúng ta thấy có thể làm được. Đó là cái công cụ, một cái công cụ nữa mà chúng ta có thể sử dụng. Ngoài ra thì nếu như chúng ta có thể mua liên tục những cái bài PR và làm truyền thông, thì chúng ta nên nhớ rằng là nguyên tắc làm truyền thông cho một thương hiệu để bán hàng thì chúng ta sẽ cần là phải làm 6 tháng, làm liên tục và làm có những cái ý đồ, có những cái cách thức nó rất là thông minh. Thí dụ như là tôi có làm một cái chương trình khuyến mại và tôi đưa lên báo chí là ở bên
khuyến mại là theo tên người, hoặc là khuyến mại thời tiết bao nhiêu độ thì bên trong giảm giá bấy nhiêu phần trăm. Và nó cũng tạo ra được những cái hiệu ứng rất là mới, rất là lạ cho thị trường. Và báo chí họ rất tò mò là họ sẽ đưa tin. Bởi vì chúng ta hiểu cái cơ chế báo chí hiện nay là họ cũng rất là đói tin. Và họ cũng cần những cái chương trình sốc độc lạ vui vui như vậy để tạo ra thị trường cho chúng ta. Và họ sẽ PR những cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta một cách vô tình hay cố ý đều rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra những cái câu chuyện như vậy thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Các bạn có thể để ý là một cái ví dụ như là hãng xe hơi VinFast, đúng không ạ? Của một cái thương hiệu tập đoàn lớn nhất của Việt Nam là Vingroup, thì họ khi mà họ tung ra một cái tin là họ khai trương động thổ xây dựng một cái nhà máy sản xuất ô tô, thì là báo chí đã dập đưa tin. Đấy, mạng xã hội dập bàn luận. Sau đó họ bắt đầu tiếp tục bước tiếp theo là họ mời những cái vị trí rất là lớn, những cái nhân sự rất là đẳng cấp về, bắt đầu báo chí lại dập đưa tin. Đấy, sau đó họ lại bắt đầu làm bộ sưu tập và để cho mọi người đánh giá, rồi bình luận, rồi vote, và mọi người tổ chức cái cuộc thi contest đấy ở trên báo chí, trên website và trên mạng xã hội. Thế là cả xã hội lại dập đưa tin. Và đó chính là cách mà họ đi vào thị trường một cách PR, một cách quảng cáo, một cách truyền thông rất là rẻ, rất là miễn phí mà đạt được cái hiệu quả rất lớn. Và bây giờ thì người tiêu dùng chỉ có trông chờ vào việc là VinFast ra xe như thế nào, mẫu mã ra sao và giá cả như thế nào, kênh phân phối như nào. Còn cái việc mà quảng bá và truyền thông thương hiệu thì có lẽ không cần nói nữa, thì cũng đã có những cái thông tin rất là đầy đủ rồi. Và gần như là cả Việt Nam đã biết được là có một cái thương hiệu xe hơi VinFast sẽ được ra đời trong tương lai. Ý tôi muốn nói là cái cách chúng ta sử dụng báo chí để quảng cáo, để truyền thông, để PR và để xuất hiện và để bán hàng, thì đây cũng là một kênh mà các bạn có thể quan tâm. Và các bạn liên hệ với các cái đơn vị Adclick, Admicro, Adtima, Google và Facebook để các bạn làm, hoặc là các bạn liên hệ các agency để các bạn booking các bài viết và có kịch bản, được chưa? Vâng, thì tôi xin phép giới thiệu ngắn gọn cái phần này như vậy thôi. Và nếu các bạn có câu hỏi nào hoặc cần thuê viết bài PR, hoặc thuê booking, hoặc thuê chạy quảng cáo thì các bạn cứ liên hệ với tôi ạ. Tôi sẽ giúp các bạn làm cái điều đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.